người nha. Đấy là cái phong tục của người Thái. À, ngày hôm nay là bên chỗ ngoài á, là có gì là đưa hai cháu lên thăm ông bà. Khi mà đưa hai cháu lên thăm ông bà thì là cái phong tục của người Thái đến là làm vị, có thể làm vị cho hai cháu để cho được mạnh khỏe. Thì làm vị thì họ sẽ làm con lợn, thì có một quả có một con gà nữa. Mà con lợn họ lấy cái đầu này với một cái đuôi, đuôi lợn đuôi trước và một cái đuôi. Đấy, đấy là có cả một thư có một ít nhá, cả lòng trong lòng lấy cả gán này ra, cả ve này, cả ruột da ra. Đấy, lịch có đầy đủ hết. Đấy là người Thái làm vị để cho cháu cho mạnh khỏe. Đấy, đấy mình cũng quay một video ngắn để nói cho các bạn hiểu được phong tục của người Thái nhá. Sau khi ông thầy bó là bà làm thủ tục tâm vị xong rồi, bây giờ các ông đặt ba anh em là lại là uống chân rượu tổng quán, có nghĩa là tổng quán là tinh thải ở đây còn là cầm vị đấy. Mình cũng nói quá cho các bạn biết vì là mình cũng là rể người Thái nên là cũng phải tin thôi anh em để hiểu để biết. Chúc sức khỏe có mẹ có cơ quan. Đấy, sau khi uống rượu là ta mọi người là đều phải là ăn một miếng xối, thưởng thức một miếng xối, một miếng thịt này chẳng hạn này để cho khỏe mạnh nhá, kiểu mình hiểu nôm na là như thế. Này mời bình nhất nha, này mời mọi người nha. Một là thúy mà có chế hoàn cúng mà chế chi lão hơn đấy. Một tỷ số là được, làm theo đúng cái thủ tục của người Thái. Vì đi gia đình có công việc nha, cho hai anh em ở dưới cái bếp đi, cho nên là để hai anh em là lè cá ăn phục này, ăn bốc mới ngon này, ăn một nhánh thử nữa nha. Mời mọi người nha. Quá tuyệt vời cái nước chấm này, nước chấm thân thành hạt dồi này. Ôi cay quá, chảy nước mắt. Tuyệt vời không? Để em làm tuyệt vời không? Làm những thịt nướng này. Mời mọi người nha. Quá tuyệt vời, không nhiều thơm, thêm nhiều thơm lắm. À, để ăn bánh tím nhá. Đây là tím bò. Cả một bộ hỏa thủ bò luôn. Nhớ đập đầu bò lên ăn luôn. À, quả nữa thôi. Đúng. Mời mọi người nhá. Yo. Ăn mặn. Ngon. Chà, sườn quá. Đây. Bắt được rồi. Đúng. Đúng. Ăn hòn trộm đấy, ta ăn kiểu đấy nó bắt được là chết đấy. Ăn trộm mà ăn thì mới ngon, vậy là phải ăn bốc mới ngon được.
Mời mọi người ăn thịt cá nhá. Kết quả của Dương Hùng Rảnh đây, 6 cái 65 vị. Cực đống nha thầy. Đợi thôi mình làm cái vị ngọt hơn chị. Đẹp chưa? Làm thịt cánh nhá. Nét luôn. Nét luôn chị. Cho quả ớt cay nhá. Cánh. Làm đúng quy trình của thầy Sapa TV. Đó còn chấm chiều nữa mà. Rồi. Đấy, chào mọi người nhá. Mời ngay. Ngọt ngọt thì tôi chỉ sót chẳng thân chứ chẳng nhớ. Còn đấy là một lần bạn đang mòn nướng đây. Đang tăng lại nhá. Mấy đi gọi. Còn măng này, đây là măng đắng này, đây là tái muối bò, đây là đầu lợn nướng, thử mạnh đấy nhá. Thế mình hay chất kênh. Ô, chất kênh đông cứng luôn. Mời mọi người nhá. Không cứu ăn lắm. Này, người bán mà. Tự nhiên nhá. Đấy là có món